Từ người phụ nữ không có giới hạn nhất mà tôi từng thấy. Thậm chí, cô còn dùng bàn chải đánh răng của chồng để chà bồn cầu. Sau khi chà xong, để nó lại vị trí ban đầu không một chút đắn đo. Nhưng hôm sau, anh chồng dường như nhìn ra có gì đó không ổn. Anh ta ném bàn chải đánh răng lại và bỏ đi. Sau đó, cô vợ lại lấy nước trong giẻ lau, bỏ vào đồ ăn của anh chồng. Đến khi cô vợ mang đồ ăn đến, anh chồng liền nói hôm nay công ty có việc gấp, không thể ăn sáng ở nhà. Cô vợ liền đem thức ăn đóng gói lại, để anh chồng mang đến công ty ăn. Khi anh chồng xuống dưới lầu, liền lén vứt thức ăn vào thùng rác. Hàng ngồi lề đường ăn bánh mì còn hơn, cũng không dám ăn cơm vợ nấu. Thậm chí đánh răng cũng sử dụng nước máy công cộng. Rất rõ ràng, anh chồng đã biết những việc mà vợ anh ta làm với anh ta. Thì ra anh chồng đã bí mật cài camera theo dõi ở nhà. Mọi hành động của người vợ đều được anh ta giám sát. Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai vợ chồng, làm cô vợ đối xử với chồng mình như vậy chứ? Hóa ra chỉ mới cách đây vài ngày, người vợ nấu cơm và đợi anh chồng về nhà để ăn tối. Kết quả anh chồng vừa về đã ngã ngay xuống giường. Sau đó, cô vợ nói một câu. Cứ thế, nỗi vất hận trong lòng cô vợ trỗi dậy. Vì vậy, cô bắt đầu lên mạng tìm kiếm. Lẽ nào việc nhà phải do phụ nữ làm hết sao? Cô lại vô tình tìm thấy một trang web trả thù những ông chồng. Nó nói về những hành động trả thù chồng khác nhau. Đó cũng chính là cảnh xuất hiện ở đầu vi. Nhưng đến hôm nay anh chồng cũng không thể chịu đựng được nữa. Đến tối đi làm về, cô vợ vẫn như cũ để thức ăn trên bàn. Người đàn ông tức giận bước đến chỗ TV và cho đĩa CD vào. Trên TV phát lại đoạn phim trong camera giám sát. Cô vợ sau khi nhìn thấy liền chết điếng. Anh chồng đi thẳng vào bếp lấy một con dao gọt hoa quả. Người vợ vì sợ hãi liền bỏ chạy. Quá hoảng sợ liền chạy vào thang máy và rời khỏi nhà. Người phụ nữ này đang quay vi. Trong đó cô ấy cởi quần lót của mình ra. Sau đó cô ấy giấu đồ lót của mình một nơi nào đó và đăng vi đó lên mạng, còn tự xưng mình là nữ thần. Sau khi cô vợ bỏ nhà ra đi không lâu, cô ấy định sẽ qua đêm ở đây. Nhưng khi nhìn lên liền thấy một món đồ màu trắng. Đột nhiên một người phụ nữ từ phía sau đi tới. Người phụ nữ đó yêu cầu cô ấy đặt nó xuống, rồi vội vàng đưa cô ấy rời đi. Cả hai trốn ở một bên ở trên lầu. Vào lúc này, có một người đàn ông đi đến. Sau đó, ngày càng có nhiều đàn ông kéo đến. Dường như bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này, người phụ nữ ngồi xổm xuống và lấy điện thoại di động ra. Và để lại lời nhắn trên mạng là ở dưới cầu trượt cô đã để lại một món đồ. Sau đó, một người đàn ông liền lao đến cầu trượt, vui mừng khi tìm được món đồ của nữ thần. Người đàn ông vẫn đang dùng ống nhòm tìm kiếm bóng dáng của nữ thần. Lúc này, cô vợ vẫy tay với mấy người đàn ông này. Người đàn ông nhìn thấy cô cho rằng cô thật sự là một nữ thần. Sau đó bọn họ liền tiến về phía hai người. Người phụ nữ vội vàng kéo cô vợ chạy trốn. Cả hai bỏ chạy vào lề đường. Người phụ nữ hỏi cô vợ tại sao không về nhà. Cô vợ nói cô bị chồng cưỡng hiếp. Người phụ nữ thấy cô đáng thương, liền đưa cô về nhà của mình. Hôm sau, còn mua cho cô một chiếc váy. Đến tối còn đưa đến một nhà hàng cao cấp để ăn tối và giới thiệu bản thân cho cô. Hóa ra, người phụ nữ này là giám đốc điều hành của một công ty. Đối với cấp dưới cũng rất nghiêm khắc, nhưng cấp dưới luôn bàn tán sau lưng cô, còn nói cô không giống một người phụ nữ. Chính vì những thường nghe những lời bàn tán như vậy, cô ta mới có hành động này để chứng minh mình là một nữ thần, muốn thông qua trò chơi này để trả đũa xã hội này. Sau đó, cô ta đưa cho cô vợ một túi đồ lót, muốn cô thay mình làm nữ thần bóng đêm, nhưng lại bị cô vợ từ chối. Sau đó, cô ta hỏi cô vợ lý do thực sự bỏ nhà ra đi. Hóa ra cô vợ đã lừa dối anh chồng, nói mình đã tốt nghiệp một trường đại học lớn. Nhưng thực ra, ngay cả vẫn chưa học hết cấp 2. Sau khi biết được chuyện này, anh chồng liền thay đổi thái độ với cô. Vì vậy, cô vợ mới bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Sau chuyện này cô chỉ có thể bỏ nhà ra đi. Người phụ nữ không nói gì cả. Nhưng tối đó, người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh của nam, nhưng đã bị cảnh sát bắt lại. Người phụ nữ phát trực tiếp hôm trước thực sự đã lẻn vào nhà vệ sinh nam. Cô ta cởi quần lót của mình ra, đặt nó lên nắp bồn cầu, chờ những người đàn ông tìm thấy nó. Ngay khi cô ta chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị một người đàn ông bắt giữ. Hóa ra là trước đây mấy người đàn ông vì tranh giành đồ lót của nữ thần mà đánh nhau trên phố. Điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Lần này cô ta đã bị cảnh sát bắt quả tang. Và người hâm mộ khi nghe tin nữ thần bị bắt, liền có người vội vàng đến hiện trường. Nhưng khi nhìn thấy nữ thần trong tưởng tượng của mình lại là một bà cô trung niên, điều này khiến bọn họ không thể chấp nhận được. Người phụ nữ nhanh chóng được ngồi ở vị trí hot search. Thậm chí một số người còn đốt quần áo mà họ tìm được trước đây. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn liên tục đăng tải xì căng đan của cô lên trên mạng. Bây giờ mọi người đều biết danh tính thực sự của nữ thần bóng đêm. Ngay cả những người trong công ty cũng bắt đầu kỳ thị cô. Ở bên này, cô vợ cũng đã trở về nhà và đưa đơn ly hôn cho anh chồng. Cuối cùng cô cũng thực sự thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Sau đó, cô lại tìm đến nhà của người phụ nữ. Bây giờ người phụ nữ vô cùng buồn bã và cũng bị cư dân mạng chỉ trích rất nhiều. Người phụ nữ quyết định đốt hết quần áo của mình, nhưng lại bị cô vợ ngăn chặn lại. Trong lúc hai người tranh giành, người phụ nữ vô tình bị đập vào bàn. Điều này cũng làm cho cô trở nên tỉnh táo hơn. Vì vậy, cô liền đứng dậy và bỏ đi.
Theo sau là rất nhiều phóng viên, họ đến một bãi đất trống. Sau đó, cô ấy đưa điện thoại cho cô vợ, nhờ cô ấy quay lại cho mình. Ngay cả khi biết lần này sẽ không có ai đến tìm đồ lót của mình, thì người phụ nữ vẫn quyết định lấy danh tính thật của mình. Một lần thực sự làm nữ thần bóng đêm. Hôm sau, hai người ở trên lầu nhìn thấy một ông chú đem chiếc quần lót của cô vứt vào thùng rác. Sau đó nó lại được một người khác nhặt lên. Hóa ra đó là trợ lý của công ty. Cô ấy nói rằng bọn họ đã chiến đấu sai cách rồi. Cái gọi là hạnh phúc không phụ thuộc vào những thứ mỏng manh như này, cũng không dựa vào việc giả làm nữ thần để thu hút đàn ông. 3 năm sau, cô vợ cũng tìm được công việc cho mình. Người phụ nữ cũng tìm thấy nửa kia của đời mình và còn điều hành một công ty nội y. Ai nói phụ nữ thua kém đàn ông chứ? Họ có thể sống tốt mà không cần đàn ông. Đôi khi phụ nữ còn mạnh mẽ hơn đàn ông rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên theo dõi mình để